năm 2021 trước các biến động về chính trị, kinh tế cùng các thảm họa thiên nhiên đang dồn dập, con người rất hoang mang, không biết tương lai sắp tới sẽ như thế nào, nhất là vào thời khắc sắp bước sang năm mới. Nhiều người tự hỏi không biết năm 2022 sẽ ra sao và chúng ta cần chuẩn bị những gì cho tương lai. Video hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề này. Tiên tri năm Nhâm Dần, đại biến năm 2023. Đường Ỷ Dương, một chuyên gia chiêm tinh học người Đài Loan, nói rằng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023 là 4 năm đại chiến, cuối cùng sẽ là một sự điều chỉnh hoành tráng mang tính toàn cầu. Đường Ỷ Dương tên thật là Đường Lập Kỳ. Ngoài việc là một chuyên gia chiêm tinh học, cô còn là một nghệ sĩ từng giành được giải thưởng Chuông Vàng. Cô cũng là một trong những gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình thực tế tại Đài Loan. Nghiệm chứng lại những điều cô Đường nói, chúng ta sẽ thấy quả thật 2 năm vừa qua là những năm sóng gió kinh hoàng. Năm 2020, thế giới phải chứng kiến cuộc đại chiến chính tà, mà biểu hiện bề mặt chính là cuộc gian lận bầu cử trắng trợn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị trắng đen phải trái đều bị đảo lộn, khiến nền tảng tự do của nước Mỹ lung lay mạnh mẽ dưới sự khủng bố của đảng Dân Chủ và các ông lớn công nghệ. Đến năm 2021, dịch bệnh lên đến đỉnh điểm, các biến thể mới liên tục xuất hiện cướp đi hàng triệu sinh mạng trong thời gian ngắn. Các biện pháp ngăn chặn của con người dường như là vô dụng. Thêm vào đó còn có các thiên tai như lũ lụt, cháy rừng, núi lửa, động đất. Năm 2022, trong các video mới nhất của mình, thần đồng Ấn Độ Anand cho biết khoảng thời gian từ giữa tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 về cơ bản là một mốc thời gian quan trọng. Toàn cầu sẽ phát sinh nhiều sự việc nhỏ liên quan với nhau. Chúng là những mảnh ghép trong một sự kiện trọng đại sẽ gây chấn động thế giới, thậm chí là biến loạn. Một hiện tượng thiên văn rất quan trọng sẽ xuất hiện vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022, đó là hỏa tinh và thổ tinh tương hợp. Thổ tinh và hỏa tinh trong chiêm tinh học đều là hung tinh, cho nên sự tương hợp này sẽ ứng với một sự kiện kinh thiên động địa. Biến thể mới Omicron sẽ hoành hành trên thế giới trong khoảng 6 tháng tới, nhưng đây lại là một dấu hiệu tốt, cho thấy đại dịch sẽ kết thúc vào năm 2023, khởi đầu cho một sự canh tân. Lúc đó, nền kinh tế toàn cầu mới có thể thực sự tiến nhập vào giai đoạn phục hồi. Đoạn thời gian này, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực mới sẽ xuất hiện tạo ra những cuộc đổi mới. Nhưng chúng cũng là con dao hai lưỡi, bởi sự thuận tiện của khoa học công nghệ buộc con người phải hy sinh quyền lợi và tự do. Đặc biệt, cô Đường Ỷ Dương cho biết, vào năm 2023, năng lượng cải cách và lật đổ cực kỳ mạnh mẽ. Đây sẽ là năm của sự lật đổ ở cấp độ ma vương. Đến lúc đó mới thực sự là khởi đầu của sự thay đổi triều đại và sự xuất hiện của một bá chủ mới. Người giàu nhất thay đổi, các ông lớn trong các ngành nghề cũng thay đổi. Tất cả đều phải đối mặt với những thay đổi nhất định. Bá chủ mới lên ngôi. Dựa vào những gì các nhà tiên tri dự báo, thì năm 2022 và năm 2023 sẽ có chuyện lớn xảy ra trên địa cầu, đặc biệt là triều đại sẽ thay đổi. Hiện nay, Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia được chú ý nhiều nhất, không chỉ bởi đó là hai quốc gia đối đầu trong cuộc chiến hệ tư tưởng, mà đồng thời tất cả những biến động của thế giới đều có liên quan đến hai cường quốc này. Chúng ta sẽ không biết được những thay đổi lớn nào sẽ xảy ra bởi đó là ý trời. Nhưng Tinh Hoa TV sẽ dựa trên những thông tin có được để đưa ra các phân tích, từ đó hy vọng quý khán thính giả có thể lấy đó tham khảo mà chuẩn bị tâm thái đối mặt với những biến đổi trong thời gian tới. Việc Joe Biden tiếp nhận vị trí Tổng thống Mỹ đã đánh dấu những chuỗi ngày nước Mỹ trở về với thời kỳ đầm lầy, khiến tỷ lệ lạm phát của Mỹ chạm mốc cao nhất trong 40 năm trở lại đây. Chính quyền Biden tung gói chi tiêu giải cứu cho vấn đề giá thịt tăng cao, cùng lúc đổ lỗi cho các thương lái trung gian làm giá. Có thể so sánh cách đổ lỗi này với tư duy kiểu giới chủ tư bản bóc lột lao động của chủ nghĩa Marx. Trong cuộc phỏng vấn công khai với đài CBS, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói, dân chủ là mối nguy lớn nhất cho an ninh quốc gia. Nhiều người trước nay luôn không đồng ý với việc so sánh cánh tả với chủ nghĩa cộng sản, nhưng sau phát ngôn này của Harris, có lẽ họ sẽ phải suy nghĩ lại. Về phía Trung Quốc,
chiến lược ngoại giao sói chiến khiến nước này thất bại thảm hại trên chính trường quốc tế. Các nước Mỹ, Úc và hơn 20 quốc gia đồng loạt lên tiếng tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Đặc quyền của Trung Quốc khi tham gia WTO cũng đang được xem xét lại, bởi vì kể từ khi gia nhập năm 2001 đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ chơi theo luật mà toàn chủ động ra tay muốn dẫn dắt thế giới. Các thủ đoạn từ lợi ích mỹ nhân không ngừng được tung ra bằng mọi giá đánh cắp chất xám của các nước phát triển, khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng. Về đối nội, nền kinh tế Trung Quốc cũng không phải là một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa mà vẫn nằm trong sự khống chế của chính phủ. Điển hình nhất là cuộc tấn công của Tập Cận Bình nhắm vào tập đoàn Ant, tập đoàn Didi và gần đây nhất là Vi Á, người đẹp bán hàng online nổi tiếng bị cáo buộc trốn thuế. Hiện tại sau mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc vụt lên nhờ vào nhu cầu hàng hóa thế giới tăng cao. Nhưng trong tương lai, kinh tế nước này phải đối mặt với 3 vấn đề lớn, đó là dân số lão hóa, kỳ vọng của người dân giảm mạnh, nhu cầu hàng hóa của thế giới cũng sẽ thu hẹp. Nguyên do là vì các nước dân chủ đã nhận ra khốn cảnh do sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Họ sẽ đẩy mạnh các chính sách tăng cường năng lực tự chủ sản xuất. Vào năm 2022, Trung Quốc sẽ bước vào thềm đại hội đảng lần thứ 20. Trong tình thế không có ai đáng tin, Tập Cận Bình sẽ bằng mọi giá bơm đẩy nền kinh tế, khiến nó căng phòng với những mức tăng trưởng giả tạo nhằm củng cố vị thế và duy trì quyền lực. Tuy nhiên, đối diện với rất nhiều vấn đề còn tồn động thì chỉ số tăng trưởng này sẽ mau chóng lộ rõ sự yếu kém, khiến tình hình kinh tế tương lai không mấy khả quan. Sự sụp đổ về kinh tế sẽ tạo tiền đề cho hàng loạt sự sụp đổ khác. Cảnh thái bình giả tạo cho Tập Cận Bình tạo ra sẽ khiến nhiều người lầm tưởng mà không có sự chuẩn bị nào cho tương lai. Quý khán giả xin lưu ý, Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu chết, nó sẽ kéo theo hàng loạt người chết cùng với nó. Ngoài ra, như Anand đã nói, trong tương lai công nghệ kỹ thuật số sẽ ngày càng phát triển. Thuận theo đà trượt dốc của đạo đức thì công nghệ sẽ trở thành một trong những thế lực thống trị nhân loại. Trong loạt bài Bóng ma đằng sau điện thoại di động, Tinh Hoa TV đã đưa ra rất nhiều phân tích và cảnh báo. Hy vọng quý khán giả xem qua có thể tự suy ngẫm và lựa chọn phương thức phù hợp cho mình. Nền tảng mạng xã hội Twitter công nhiên đóng chặn tài khoản của những người nêu lên chính kiến như tiến sĩ Robert Malone, người góp phần phát minh ra vaccine mRNA, hay dân biểu Taylor Greene, người ủng hộ Tổng thống Trump và nhiều lần đối đầu với phe Dân Chủ tại Hạ viện. Đối mặt với bạo quyền của mạng truyền thông xã hội, dân biểu David Nunes chính thức từ nhiệm, rời khỏi Hạ viện để đảm nhận vị trí giám đốc điều hành công ty truyền thông Trump. Trước đó, công ty của ông Trump sau vài tháng gọi vốn đã huy động được hơn 1 tỷ đô la Mỹ, cho thấy người dân Mỹ vẫn luôn ủng hộ ông. Thế giới đang diễn ra cuộc chiến của những người bảo thủ, duy hộ văn hóa truyền thống, bảo vệ các giá trị tự nhiên do thần ban tặng, gom nhặt lương tri và chính nghĩa của con người trong thời điểm vô cùng loạn lạc này. Trong suốt 20 năm qua, đầy ắp những biến động và phân tranh, nhiều thứ phụ diện lần lượt thay phiên nhau xuất hiện. Nhưng trong những năm biến loạn đó, vẫn có những đoạn thời gian cho hòa bình và tĩnh lặng. Những tổn thất mà dịch bệnh gây ra đã có thể nhìn thấy trước mắt, tương lai còn có thể sẽ xuất hiện nhiều sự việc dị thường. Chúng tôi hy vọng quý khán giả có thể sớm tìm thấy chân lý chỉ đạo cho cuộc đời mình trước thời khắc quan trọng, thời khắc vũ trụ canh tân. Nhà tiên tri Anthony Chen và cậu bé Anand vẫn luôn nhắc nhở, để có cơ hội sống sót, con người nên sống thiện, giúp đỡ người khác thay vì chỉ đầu cơ trục lợi cho mình. Và quan trọng nhất đó là phải có niềm tin vào thần. Cô Đường Ỷ Dương cũng nói, các dòng sao ở nửa cuối năm báo hiệu sự đối nghịch, nên khó tránh khỏi xuất hiện các sự việc có tính giằng co, đối lập, tuyển chọn. Mỗi người sẽ dựa vào giá trị quan và kinh nghiệm của bản thân mà đưa ra lựa chọn của riêng mình, từ đó có được tương lai tốt đẹp hay u ám. Không còn cách nào khác, thế giới không cho phép người mơ mơ hồ hồ mà đi tới tương lai. Trong kiếp sống này, ai cũng phải đưa ra lựa chọn của chính mình.